Chào lại tất cả anh em ha. Chúc anh em ai cũng mạnh khỏe ha. Hôm nay mấy ngày nay nói chung là nó gián đoạn lên clip là lý do là những anh em quen biết họ đặt, nói chung là họ xài máy nào đó họ dặn trước rồi nó tới làm xong cho hay cái là chốt lấy luôn qua Zalo luôn, nó nghĩa là gọi cho anh em thấy trong Zalo luôn, cho nên mình ít có lên clip đó. Thì hôm nay mình quay cái này cũng có anh em dặn rồi, nhưng mà cũng nói chung là cái gì rồi chưa chốt thì chưa chắc, thì vậy thôi. Nhưng mà tùy theo ý thích của mỗi người. Hôm nay quay con đặc biệt nè, con Yanmar New nè, anh em thấy không? New, Yanmar New là có nghĩa là nó là đời mới nhất của cái dòng này. Cái dòng mà quay đầu chuyển hướng rồi nè. Đó, máy OHV 6 ngựa. Đó, còn máy này anh em nói chung là có xài máy xế rồi, có xài cái dòng thứ này rồi như thì chạy lại cái dòng này nó có cảm giác khác. Nó cũng như là xe mà đời cũ với đời mới. Đó, cho nên là máy này thì nó còn rất là zin, zin nói chung là nó zin khoảng 90%. Đó, là nước sơn nha, còn máy móc thì nó zin toàn bộ. Nói chung là máy móc riêng họ bỏ, còn nước sơn thì zin 90%. Đó, thì mình cái gì thì mình nói cái đó, thì anh em nhìn dòng máy này thì biết, còn lớp vỏ thì nó còn mới luôn. Nói chung là nó chưa có mới, mới này mình nói mới là anh em đừng có hiểu lầm ha, mới mới theo cái kiểu bãi, kiểu hàng nội địa Nhật, chứ không phải là mới cái từ mới, tại mình bán cái dòng máy bãi thì mình gọi là từ mới, thì anh em hiểu đó, cho nên khỏi tranh luận đó. Một hồi mình sẽ máy này mình lắp luôn cái bộ lưỡi mình từng nói cho anh em á, đây anh em thấy không đó. Dân xới đất là thấy bộ lưỡi này là ghiền, nói thật sự, nói thật sự là anh em thấy là ghiền, còn máy móc thì nói chung là chạy rất là chuẩn, cho nên anh em cứ an tâm. Con máy này thì mình bán là 13 triệu, đó, 13 triệu nha. Mình nói trước, anh em nào có tìm máy giá rẻ thì không nên nhìn con này. Con này là để cho những người anh em mà biết xài máy, nó biết giá trị của cái máy. Đó, thì anh em có xài cái dòng này mới biết là máy móc rồi nó đạt đỉnh đồ dưới người ta. Chứ kiểu mà đi tìm máy giá rẻ, máy cổ, máy này kia nó rẻ tiền á, thì không bao giờ có cảm giác giống như mà chạy xe cũ hoài, lúc mình chạy xe mới mình mới biết cảm giác được, chứ không phải là nói xe nào như xe nấy. Đó. Thì cho nên anh em có nhu cầu thì thật sự là có nhu cầu ha, thì gọi lại mình, nếu mà con máy này còn thì mình chốt cho anh em đó. Nó còn để mình đo cái kích cỡ rồi mình sẽ khởi động máy cho anh em xem ha. Còn anh em có nhu cầu lưỡi xế á, mình cũng nói nhiều về cái phần lưỡi xế nè, có nhu cầu thì gọi lại mình nói rõ cái vấn đề, ví dụ như mà lưỡi máy cài hay là lưỡi bao nhiêu tắc, là mình làm theo cái ý anh em. Đặc biệt bộ lưỡi này vô chắc chắn, nếu ngày xưa tới giờ anh em chưa có từng xài lưỡi này, xài lưỡi nào mình không biết đó, kiểu nào hay là ai quảng cáo như sao thế nào thì mình không biết ha. Chứ đặc biệt anh em để bộ lưỡi của bên mình vô bất kỳ anh là anh em đặt loại nào là chắc chắn nó sẽ đạt cái hiệu quả cao gấp đôi cái lưỡi anh em đang xài, mình dám nói mạnh cái đó. Cho nên là cái này là cái kinh nghiệm của thợ, người thợ vàng người ta kinh nghiệm lâu năm, chứ không phải mà nói nhái nói ấy này kia theo thì được. Cái này cái kỹ thuật uốn lưỡi nó rất nhẹ máy, với lại là nó cái này lưỡi nó bề ngang là nó 45 nha anh em, 45 phân
Rồi anh em muốn tạc, tạc thì anh em sắp quay ra, nói chung là mình sắp sẵn cho anh em là cái khớp trong là nó quay ra, rồi anh em muốn 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 để luôn thì anh em cứ sắp chiều ra hết là tạc, muốn muốn cho đường rộng đó. Thì còn xế thì để luôn như vậy, y vậy là xế luôn. Còn bánh thì hiện tại đây, hiện tại nó ra như vậy là nó cũng là 45 luôn, nó cũng tương đương với cái lưỡi, rồi anh em cứ thu hẹp vô thì nó còn khoảng 30, còn cái lưỡi thu hẹp vô cũng vẫn là 30, nó làm rất là đồng bộ. Còn chiều cao anh em thấy rõ không, để mình đo cho nó. Máy này cái thế, nói chung là nó xế nó rất đầm, thấy vậy chứ nó, nếu mà một con máy tương đương như vậy thì thí dụ con máy kia nó cái này để một khang mình phải nói cái này cái chiều cao nó 80, dài của nó đây, dài của nó là một, đây là 1m1 nó 1m1, nó cũng cũng y như con kia thôi. Còn mút mút đầu lưỡi nó thì nó ra 1m5, mút cái tay mình cầm thì ra 1m5. Đó, mình đo rõ ràng. Còn mình nói anh em thấy nè, anh em thấy cái vàng mà ở dưới nó không, nó ở đó cái hoàn toàn là mấy cái lốc hộp số bằng nhôm hết, bằng nhôm nguyên khối hết, nhưng mà cái anh em thấy cái nó có cái miếng như cái miếng nó ốp một miếng thiết để bảo vệ ở ngoài, nó máy xế nào cũng có đó, bảo vệ ở ngoài đó, anh em thấy không, nó mới có đen thôi chứ nó chưa có sét mà chưa có gì mục mọt gì hết, nó sét nó mới có đen thôi, cho nên là con máy này nó chưa có xài bao nhiêu hết. Thì nói chung là làm ăn mình tin tưởng với nhau thì làm, còn không tin tưởng thì không làm, chứ không nên mà gọi lại nói chuyện nó không đâu vô đâu hết. Mình đã báo giá, đã có cái đề máy rõ hết trơn. Đó, dòng này anh em lưu ý là dòng của thằng Giang Ma mà new nha, new có nghĩa là đời mới nhất, máy rất có giá trị. Thì để mình thử luôn, còn anh em nào đặt lưỡi lại, thí dụ như nếu mà có sợ đặt lưỡi thì nói chung là lưỡi đặt là phải chuyển khoản, nó anh em chuyển khoản mình bao, mình nói thẳng chuyển khoản là mình bao nhiêu lưỡi mình sẽ làm cho anh em. Còn anh em mà anh em nào cứ sợ, nếu mà sợ thì thôi khỏi điện, khỏi đặt ha, tại mình làm ăn thì mình làm là không có cái gì mà phức tạp, mà không có gì. Còn ai nghĩ sai lệch thì đừng có điện, đừng có nói chuyện gì tới mình, nó không ai, mình sống nó không có bao nhiêu cho đủ, mà quan trọng là mình sống, còn sống mình làm được gì, chết đi mình để lại được gì thôi. Thì nói vậy thì anh em hiểu rồi, nhưng mình không muốn nói nhiều. Còn tại vì mình không có cần phải cần tiền trước để làm gì, cho nên là cái đó là cái đặt lưỡi hay là máy móc này kia nó cùng nhau có lợi thôi, nó đỡ công việc cho nhau đó, đâu giao xong đó cho rồi thì rồi. Nói tóm lại thì mình giờ mình thử máy ha, thử cho anh em xem ha. Đầu tiên mình thử cái lưỡi trước, mở phá. Anh em thấy tiếng máy nó chạy không? Để mình cho số có lăn trước ha. Nó chạy ra lăn ti á. Lăn ra. Anh em muốn nhanh nữa, anh em rất là nhanh. Chỗ này mình tắt nè, bấm này nè, anh thấy không, chỗ này nè, nhấn xuống đó, anh em muốn đẩy đây cũng được, mà nhấn này cũng được, đẩy đây cũng được. Còn muốn nhanh nữa thì mình đưa qua bên thỏ bên đây nè, cái này là cái thay vì mấy cái con máy khác đó, rất là mạnh, nhanh thấy không?
thay vì mấy con máy khác thì mình mắc tháo cái hộp xích này, mình truyền dây cu ro, nó tua nó trong đây nó hai rãnh, nhưng mà ở trong này nó xài hai cộng dây cu ro luôn, mình cứ sử dụng mình khiển cái cần này thôi, nó qua lại thôi. Nên anh em nhìn con máy nó khác biệt thấy không? Rồi mình sẽ thử máy, mình đi vòng vòng cho anh em xem. Đó, mình ở Đồng Tháp nha anh em, số xe Đồng Tháp rõ ràng ha. Thì nói chung là xưa tới giờ thì vậy, chứ mình không có gì phải mà thay đổi dấu giếm hay là cái gì đó. Mình đi số 1 thôi ha. Quay đầu rất là linh hoạt. Rồi, mình đi thử số 2 cái nè. Đó, số 2 nó nhanh chút ha. Lùi lại. Số 3 nhanh lắm, quay đầu lại chút để hẹp cho nó đụng vô chiếc xe. Hình như là đúng rồi, hồi nãy giờ mình vô số lùi không được là mình phải trả số lại đó, đó hay nè, thấy không? Có nghĩa là cái độ an toàn của đó đó, chừng nào mình vô số rồi mình muốn cho cái này thì lữ quay thì mình cho sao. Hay quá thằng máy này nè. Cho tới nè, tới thì nó quay lưỡi ha. Còn lùi là không được nè, mình mới tắt lưỡi nè đó, tắt lưỡi mới qua số lùi được nè. Đó. Mình khỏi ngắt con luôn, cái số nó rất là mượt. Dòng máy thì nó... Để mình cho số 3 thử rồi. Đó. Anh em thấy không? Nhanh. Rồi, bây giờ lùi lại mình cho nó chạy lưỡi luôn. Nó bị phá lưỡi, nói chung là mình phải trả số lại đó. Đó. Thấy không? Đó, như quá nhanh luôn. Rồi nói tóm lại là số má sờ này kia nó lầm vòng ở trong đó thôi, cho nên là còn tắt không tắt máy đây. Số nó lòng vòng ở đó đó, thì anh em nhìn cái thế con máy này ha, nhìn thế máy này nó khác thường với mấy con khác, nó xế rất là đầm luôn, nó thật sự anh em xế rất là khỏe. Ở đây nó có cái chân đỡ nữa nè, anh em bật cái chân xuống thì nó đỡ cái đầu. Rồi thì anh em có nhu cầu thì cứ alo lại ha, con máy này mình bán 13 triệu tại cửa hàng. Còn anh em nào ở đâu thì gọi lại nói chuyện rõ ràng cái thì mình sẽ chốt con máy. Còn anh em mà muốn con máy như kiểu này mà cái giá thấp cỡ 7-8 triệu gì đó, 9-10 triệu thì cũng tùy theo, cũng có hết á. Rồi mình sẽ soạn, lúc đó mình sẽ báo cho anh em. Nói chung là máy nhiều, nhưng mình sẽ báo xong mình sẽ báo cho anh em sao. Đặc biệt con máy này thì là 13 triệu, máy này dành cho những người biết xài máy. Xài con máy này nó đã lắm, nói chung là nó đã như là xe đời mới với xe đời cũ đó. Mình lên mình chạy nó có cảm giác khác, mà nó hiệu quả hơn nhiều. Cho nên là không phải là cái gì hết, nhưng mà tóm lại là tiền nào của nấy. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em ha. Có anh em có nhu cầu lưỡi xới hay là bất cứ lưỡi máy cài lớn, máy cài nhỏ gì đó,
có nhu cầu cái lưỡi bên mình thì cứ gọi lại rõ ràng. Đó, thì kích cỡ lưỡi như thế nào đó, chứ lưỡi mà anh em cứ nhắn tin đặt làm cho tôi bộ lưỡi, làm bộ lưỡi gì, lưỡi dao chém đất hay là dao gì chém cái gì mà cứ nhắn tin. Cho nên là mình làm gì mình phải hiểu, mình nói gì mình phải mình không hiểu thì sao người khác hiểu. Cho nên là nếu nhắn tin thì đừng đừng khỏi nhắn tin ha, mất công lắm, mình cũng không trả lời tin nhắn vô ích. Thôi, chào tạm biệt anh em, chúc anh em luôn thành công trong cuộc sống ha.